Việc làm sạch phổi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe hệ hô hấp, đặc biệt là đối với những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hay khói bụi, thuốc lá. Dưới đây là 6 món ăn và thức uống đơn giản tại nhà giúp thanh lọc phổi hiệu quả. 1. Củ dền. Củ dền chứa nhiều nitrat giúp cải thiện chức năng phổi, thúc đẩy quá trình hấp thụ oxy và giảm huyết áp nhờ vào khả năng thư giãn mạch máu. Ngoài ra, củ dền còn cung cấp các chất chống oxy hóa như magie, kali, vitamin C và carotenoid, cần thiết cho sức khỏe phổi. 2. Trà bạc hà. Bạc hà có tính kháng khuẩn, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến nhiễm trùng hô hấp. Uống trà bạc hà nóng có thể giảm đau họng, hỗ trợ loại bỏ chất nhầy và giảm viêm do nhiễm trùng phổi. 3. Tỏi. Hợp chất alicin trong tỏi có đặc tính chống viêm, giúp giảm tổn hại từ gốc tự do. Việc ăn tỏi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm ngăn ngừa các rối loạn hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản và thậm chí ung thư phổi. 4. Ớt. Capsaicin hợp chất tạo nên vị cay của ớt giúp làm loãng chất nhầy trong đường hô hấp, giúp phổi được làm sạch dễ dàng hơn. Ớt cũng giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh hen suyễn. 5. Bí ngô. Bí ngô chứa nhiều carotenoid như beta-carotene Lutein và zeaxanthin các chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp tăng cường sức khỏe phổi. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng từ bí ngô như canh, súp hay cháo. 6. Mật ong. Mật ong có tính kháng khuẩn và kháng virus, giúp giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến hô hấp. Uống nước mật ong ấm không chỉ giúp phòng bệnh mà còn tăng cường chức năng phổi hiệu quả. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.